欢迎继续收听你的月亮我的心。Giờ xuống dưới trước hay vô trong này trước vậy, xong ăn nghỉ trước. Còn xuống dưới điểm qua ha. Điểm qua đi. Chỗ này cũng được. Qua đẹp á. Điểm qua tôi thấy cũng đẹp á, sợ đi điểm khác rồi. Chặt ha, chặt hướng á, chặt hướng. Không được hay. Bây giờ là đang chuẩn bị nha cả nhà. Đó, hành trình chuẩn bị của Phúc Khang đây. Đó, đầy đủ đồ chơi luôn. Cần câu nè, đó. Lương thực nè, đồ ăn đồ uống nè. Nay được mấy cây, mấy cần? 4 cần. Mọi người cần á, mạng ai nấy lo đó. Ôi tôi không câu không lộn gì đâu, câu đi cho biết. Câu đi cho biết đúng rồi, cảm giác lắm đó thiệt. Cá nhỏ ăn không cảm giác, cá lớn ăn bằng tim mới đập vui vui. Cá tầm nửa ký thôi, lát ra biển Cần Giờ luôn. Câu đúng năm mê kìa, ra biển Cần Giờ câu luôn. Đấy, đó rồi Phúc Khang, Phúc Khang xin chào cả nhà nha. Đây đâu rồi, chào đây, khán giả nha, chào quý ông bà cô chú nha. Đó, hôm nay Phúc Khang tiếp tục trải nghiệm câu cá phần 2 nha cô chú anh chị và các bạn. Đó, quốc gia giữa sông neo giữa sông câu nè. Đứng rồi mày đứng vững không, ổng yếu lắm mày. Bỏ xuống rồi à, quăng gì mà quăng. Trời ơi, cái gì vậy? Chưa bỏ chết. Hỏi quăng. Hồi đầu tiên còn run. Này giữa sông mà quăng ở đâu? Đó. Ngồi đây bỏ xuống đây luôn chứ gần chiêu ăn. Vậy có lý không? Trời ơi, con có bỏ xuống đó luôn đi không sao đâu. Ngại cái neo đó quăng lại. Cái neo nào? Cái neo ghe chứ neo nào? Dưới đây mà, nằm dưới đây mà. Mày bỏ sau lát này ngay cái neo luôn đi. Cô chú anh chị xem video nhớ ủng hộ cho Phúc Khang xin một like, một đăng ký kênh chia sẻ nha cả nhà. Bên đây, nếu mà bên đây không được tao quăng luôn á. Quăng nhẹ thôi. Còn cứ hất á. Để Phúc Khang có động lực đi làm nhiều video hay hấp dẫn cho cả nhà xem. Đây, Phúc Khang có nói thấy đẹp không cả nhà? Nói nếu thấy đẹp cho Phúc Khang xin một like nha. Nói huyền thoại á. Nói huyền thoại luôn. Nắng quá cha mắt quá. Giờ nắng gì trời ơi. Ừ được rồi con trai, cỡ đó là được rồi, cần chi quăng cho xa, cứ xả chừng nào nó hết nó dùng dây lại là nó dùng nó hết xuống nữa là rồi đó. Ok, ngay chỗ này sâu lắm nè, xe lại giờ được rồi đó. Tao cũng gì coi lắm chứ. Cảnh đẹp dễ sợ luôn cả nhà. Phải không cá ăn không, bữa nay kiếm một vài ba con bự bự kìa. Cảnh đẹp lắm nè cả nhà. Đó, cái này là rừng sát luôn nha, hai bên rừng nước không à, không có nhà cửa, không có gì hết trơn. Ủa vậy cho con thẳng văng này chứ. Tụng tóc chưa mày, tao thấy là như cái. Đúng rồi, đã đụng rồi, con nghe mà. Đó, xung quanh là toàn là rừng nước không. Phúc Khang là coi như là neo ghe giữa sông luôn. Trải nghiệm câu cá. Mắc hơn bò 850 ơi một ký, mua hai lại mà cháu chiếc bà giữ im im ấy, cái ghe đừng để nó lắc quá, lắc quá cá nó không ăn đâu. Đang quay qua lắc rồi. Dính cái vàng không? Dính hả? Ôi cái chốt cái chốt hả? cái gì con cá đù lù đù, cá lù đù. Cái này cá trắng chứ chưa vàng, cá này không có vàng, hồi qua nó vàng này bỏ vô đứa vàng á. Này bỏ đây đi, bỏ đi. Cá này có hồ về thả nuôi, không biết nó ăn cái gì.
Thả cám, thả đồ nó ăn cái gì? Cám gì không thầy, đâu phải cá phi đâu, cám cái này nó ăn tôm, ăn thức ăn mà. Ừ. Đó, con cứ thảy đó đi. Nước ngọt khui ra có ly luôn. Đem lên 2 ly nhựa luôn. 1 2 3 4 cần. Cho nước chiên nước lên ba. Chiên nước, chiên nước. Cho cho con trai vô nước đi. Công này con lấy nhớt rồi đó, con bình nó lấy nhớt trước rồi đó. Công này là công của con nè. Ở con khai đao trước rồi đó. Cá ngộ cá ăn ngủ luôn không? Ăn. Khoảng 1 tiếng rồi nha cả nhà, chưa thấy động tĩnh gì hết. Mới được có con em à. Thôi ăn nặng hả? Ồ gió mát quá. Quá mát luôn. Dính dính. Cá này to à. Cá này to hơn, cá vàng to hơn nè cả nhà. Ở đây ổ. Ổ cá này đó. Ê, cá bự á. Ổ cá bự á. Làm ghê ông nội. Trời ơi, uổng quá trời. Nè, lôi vô trà luôn nè. Giật một cái. Trời ơi, nó đá cái bát tôi nè. Cá sợi uổng quá. Cá này ngon nè. Cá đã bự đó. Rồi. Chịu ăn là rối đỡ hình liền. Đó, cá cả nhà, cá vàng không nha cả nhà. Hôm nay Phúc Khang làm ăn là phát lên nè. Cá đó to đó. Trời ơi, cái giặt à, cái giặt trong dây rước à. Ghét thiệt. Bự không mà giặt dữ vậy. Ôi ơi, đồ. Em bụng bự nữa. Cái đâu chờ đó coi. Nút lưỡi luôn rồi. Tình. Rồi cái này để cho ông Tùng gỡ đi. Gỡ gì? À, lấy cây chọt á. Quá trời ơi đất. Làm cái ghê. Ốc ép, ốc ép, ốc ép, ốc ép, ốc ép. Trời má ơi. Nó nuốt vô trong đây luôn rồi. Nuốt nó bao tử luôn. Được không? Được thôi, dục cũng đi. Ừ, cái này không được. Đó đó còn còn lòi cái ấy đó. Còn lú cái lưỡi đó. Cái móc nhẹ nhẹ là để coi chừng nó chết á. Trời ơi coi kìa, cá là nó quậy đùng 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 cái kia nè. Ghê không? Con cá này mới á. Cá trời ghê nè. Đâu kéo thôi thằng ơi. Nè. Yeah. Rồi đó 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 đó. Trời ơi, ngộ nó văng gì văng chó không nội ơi. Văng chuột. Kỳ vậy? Kỳ vậy? Ôi, cắn vô nè, lấy miếng da rồi. Cắn tùm vớt cái ấy luôn. Trời này nè, đó đó đó, bóp cái nó coi nè. Nó dữ lắm. Trời ơi. Ê, từ từ kéo từ nó ra đó, từ từ cái da đó nó không dính lưỡi. Nuốt rồi. Nó nuốt, nó nuốt. Chết mẹ dính lưỡi chồng rồi. Thôi bỏ luôn đi. Trời ơi, coi nó cắn kìa. Bỏ nó chết. Lấy lưỡi ra cứu nó sống thôi chứ. Y chang tử luôn, tao lũ đất luôn. Trời ơi, văng chó ông nội. Cá ngộ vậy. Ủa cái văng nó bén. Ôi đủ. Nãy tôi đâu tưởng cái văng nó cá thường. Mới biết luôn á. Thôi bỏ lưỡi luôn đi. Bỏ luôn đi. Bỏ đi. Bỏ luôn. Đi. Còn đây nè, anh Thông nè, mặt mày đỏ bừng hết nè, nắng không à 2 ngày. Dầm mưa vậy nè. Hoan nghênh tiếp tục收听你的月亮我的心。Cuộc thể nghiệm câu cá tại rừng Cần Giờ đến đây kết thúc. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Phong cảnh quá đẹp luôn cả nhà ơi. Rút quân Sài Gòn thẳng tiến.